Viên Khánh ngày hôm nay rất là vui khi được trò chuyện với lại khán giả của Duyên Dáng Việt Nam. Nói chung năm 2023 là một cái năm Viên Khánh may mắn là mình có được những cái dự án phim xịn. Cái bộ phim Mặt Trời Mùa Đông là phim truyền hình được chiếu trên rất là nhiều nền tảng, VR, Netflix, YouTube. Thì cái phim đó là cái phim cũng khá là vất vả trong suốt một cái thời gian làm phim của mình, và Viên Khánh cũng công nhận là một cái dạng vai rất là hay, từ trước giờ mình mới gặp được. Và phim nó quay phải 6 tháng mới xong, thì cũng hên lắm rồi. Trên đường tới gặp mọi người phỏng vấn thì mấy bạn nhân viên ở quán nói: "Em chào anh, em đang coi phim anh, cái phim đó rất là hay, anh đóng rất là đạt." Thì mình cảm thấy rất may mắn vì mình có cái phim mà nhiều khán giả thích. Thì chắc chắn cái giống như dự án sắp tới của anh Lý Hải là Mặt Xấu, thì mình cũng sẽ được khán giả nói: "Chào Viên Khánh đóng như là Mặt Xấu hay quá." Thì trong một năm mà mình dính vô được khoảng hai cái dự án mà hay thành công, thì cái niềm vui mình sẽ cao, và cái tên tuổi của mình nó cũng khá là tốt cho cái năm đó và những năm tiếp theo. Có hai phim là đã đưa tên tuổi Viên Khánh đến với khán giả. Phim thứ nhất là phim truyền hình Chấp Tình, là khán giả biết và công nhận Viên Khánh ở cái phim đó. Phim đó cách đây khoảng 21 năm rồi. Và một cái phim thứ hai đã giúp cho cái tên Viên Khánh khẳng định được vị trí của mình trong điện ảnh, đó là phim Cô Dâu Đại Chiến của Victor Vũ. Thì phim Cô Dâu Đại Chiến vào thời điểm đó cũng là doanh thu phòng vé cũng khá cao, gần cái chục năm trước, thì thời điểm đó phim cũng được gần 60 tỷ là cũng khá là cao vào thời điểm đó. Thì đó là hai cái phim mà đã giúp cho Viên Khánh có được cái vị trí trong lòng khán giả khán nghe. Cũng là hai cái nhân vật đó luôn, cũng là hai nhân vật cùng một cái tên, đó là Thái. Một cái Thái trong Dốc Tình, một Thái trong Cô Dâu Đại Chiến. Thái trong Dốc Tình là một cái anh chàng mới lớn, thanh niên mới lớn, yêu mãnh liệt, dám hy sinh tất cả quyền lợi của mình để giúp người yêu của mình thoát khỏi những cái khoản nợ. Còn cái Thái trong Cô Dâu Đại Chiến là một cái anh chàng rất là đào hoa, rất là lém lĩnh, làm đủ mọi cách để có thể chinh phục được nhiều cô gái trong một lúc. Nói chung là hai cái vai nó khác nhau hoàn toàn về tính cách, nhưng mà hai cái vai cũng khá là ấn tượng. Thật ra để mà khán giả xem phim và nhớ mình, hoặc là thích mình, hoặc là muốn mình làm những dạng vai đó, thì mình cảm thấy là mình có thành công, mình diễn được cái nhân vật mà họ đạt, họ thích, họ khoái, họ nói giống thiệt. Dù vậy, nếu như mình vào những cái vai phản diện mà họ nói: "Sao em ác quá, sao em dã man quá, hoặc là sao em làm vậy để làm", tức là đã thành công trong cái nhân vật đó của mình, thì mình rất là vui. Với những người giống như còn tự nhiên Khánh đang đi ở dưới, giống như đang đóng phim ở Đồng Tháp cho là Mặt Xấu đang đi, thì có một người quýnh mình rất mạnh, quýnh mất ở sao dai quýnh tới, mình giật mình quay lại rất là cọc, mình không hiểu thì sao ai dở ai quýnh mình. Quay lại thấy một cái cô lớn tuổi, kiểu giống như kiểu gần bằng bà mình nha. Em mình quay: "Ủa sao cô uống nó đau dữ vậy, mày ác lắm, mày ăn rồi sao mày cứ hại người ta hoài?" "Ủa con có hại gì ai đâu cô, cái phim gì mà mày đóng mày hại quá nhiều người ở trong cái phim đó đó, mày có quyền lực gì đó." "À dạ, con đóng phim Luật Trời dạng vậy." Thì đó, khán giả coi và họ quy định mình là cái nhân vật đó. Xong cái mình mới nói giỡn: "Nhưng bây giờ cô thấy con hiền không, dễ thương không?" "Nó có, sao giờ mày dễ thương quá vậy?" Nói: "Dạ tại giờ con không đóng giá." Anh Huy Khánh nghĩ đó không phải là một lời khen gì cho mình đâu mà. Huy Khánh nghĩ đó là lời khen và khán giả thích và họ nhớ, và cái đó cũng giống như là cái để mà họ tạo ra cái cơ hội họ nói chuyện với mình, và mình cũng cảm thấy rất là vui vì phim mình được khán giả đón nhận và họ coi rất kỹ nhân vật của mình. Trong suốt một cái quá trình nghệ thuật, Huy Khánh học trường sân khấu năm 2000, tốt nghiệp năm 2004, năm 2002 là bắt đầu tham gia phim Dốc Tình. Thì tới bây giờ cho là cái thời gian làm nghề mình từ 2002 đi, thì là tới bây giờ là 2023 rồi, thì có khoảng 20-21 năm. Thì trong khoảng thời gian dài đó, Khánh rất là mãn nguyện với những gì mình đã đạt được, và cũng rất là cảm ơn khán giả từ khắp tất cả mọi miền đất nước đã luôn ủng hộ và biết tên Viên Khánh, để mà mình có thể đi về miền Bắc, miền Nam, miền Trung, bất cứ miền nào mà mình cũng đều được khán giả nhận ra mình, là cái điều mình rất là may mắn và hạnh phúc. Thì Viên Khánh cảm thấy trong suốt thời gian làm nghề đó của mình tới ngày hôm nay mình đạt được như vậy, thì nghĩa là mình đã được quá thành công, và
mình phải cố gắng giữ được cái thành công này nó nhiều hơn nữa để mình có cơ hội làm nghề nó mới lên tới 30 mấy năm ví dụ vậy. Thật ra Huy Khánh không có nghĩ là tên của mình sẽ chạm đến hào quang, vì Huy Khánh có nói với rất là nhiều người là Huy Khánh là người người phạm mặt thịt bình thường, cho nên là mình không có tỏa ánh hào quang như là những thần thánh, những người về trên được, cho nên mình chỉ tỏa ra được cái năng lượng tích cực và mình cho họ thấy được cái năng lực của mình thôi. Còn cái hào quang đó thì nó hơi bị xa xôi đối với Huy Khánh quá, mình không có dám nghĩ là mình sẽ là chạm tới nó và mình có được nó. Thật ra các bạn diễn viên trẻ bây giờ họ rất là giỏi, rất là thông minh, và cái lối diễn xuất của họ rất là hiện đại, rất là nhanh, bắt kịp với nhau nhanh chứ không có chậm như là cái thế hệ của Huy Khánh hoặc là đàn anh của Huy Khánh. Và họ bây giờ họ chẳng những biết hát, biết nhảy, họ còn có những cái gu ăn mặc rất là hiện đại. Nói chung nhìn vô là biết là cái thế hệ rất là hiện đại, cái hệ công nghệ rồi, mình đang lạc hậu từ từ. Thì chính vì vậy là mình phải chịu khó học hỏi các bạn trẻ ở những cái mà các bạn đó đang có. Mình học hỏi trong cái khả năng cho phép thôi, chứ mình cũng không thể nào bây giờ mình đi học nhảy như các bạn rồi mình mặc những cái bộ đồ Gen Z vô trong người của mình thì nó cũng không có phù hợp. Cái mà mình đã muốn duy trì là mình phải trao dồi cái kinh nghiệm diễn xuất của mình, cái mà diễn xuất của thế hệ này với thế hệ kia mình phải dung hòa được thì mình mới có thể diễn chung với họ và mình bắt nhịp kịp, mình không có dễ bị đào thải. Còn nếu như mà mình cứ giữ những cái quan điểm của mình, cái cũ của mình mà mình không chịu ráp với cái thế hệ mới thì chắc chắn từ từ mình sẽ bị đào thải nhanh hơn. Tại em cũng là được biết là bé Cát Cát, hiện tại thì cũng là được 11 tuổi rồi, và bé rất là có năng khiếu về nhảy nè, cũng như là cùng anh diễn xuất những cái đoạn phim ngắn ở trên TikTok đó, thì anh có nhận thấy là bé nó thừa hưởng nhiều cái kỹ năng diễn xuất từ mình không ạ, và anh có định hướng cho bé sau này? Cát là một bé gái, Khánh cảm thấy khi mà mình có một bé gái rất là thông minh, lanh lợi và hoạt bát, và rất là có tiềm năng về diễn xuất. Bởi vì từ nhỏ là Huy Khánh luôn thử con của mình, giống như là bây giờ ba sẽ cho con một cái phân đoạn này nha, ba nói câu thoại này nha, rồi con diễn với ba. Thì bắt đầu diễn rất là gượng, xong mình nói không, bây giờ ba muốn con phải diễn nhưng mà với một cái vai là một cái em bé, là phải rất là thương ba của mình. Thì lúc đó Cát thay đổi cách thoại của mình, mà thoại nó tốt hơn thì mình đã thấy được cái khả năng diễn xuất. Nhưng mà từ từ lớn lên thì Cát lại thích qua nhảy nhiều hơn và luôn luôn coi những cái nhóm nhạc rất là hot ở trên thế giới hiện nay, và cái bài nào mới ra là luôn nói ba ơi có một cái bài mới nè, bây giờ ba nghe với con nha. Thì chút xíu nữa quay lại nói ba bây giờ con nhảy được giống cô này rồi. Là mình thấy trong lúc đó là bắt đầu lén đứng nhìn cái clip đó và nhảy tập nhảy là có thể nó không đẹp nhưng mà động tác thì là vô nhạc rất là khớp. Và bây giờ cũng đang theo một lớp học nhảy và lâu lâu cũng có đi biểu diễn. Và mình cảm thấy rất là vui khi mà mình làm nghệ thuật mà con mình nó cũng đam mê nghệ thuật, cũng thích nhảy, thích quay những cái clip hài vui, có những cái trend mới trên TikTok thì luôn kêu ba ơi hôm nay có cái trend này mới lắm nè, ba quay đi. Nhưng mà ba phải làm theo con nha, tức là hướng dẫn hết, chỉ mình hết, và thậm chí là tự dựng trên cái nền tảng TikTok đó luôn. Thì mình cảm thấy một đứa trẻ bây giờ mà biết nhiều thứ quá vậy thì nó cũng rất là giỏi, công nghệ cũng rất là cao. Nhưng mà không phải vì chính vì những cái tài năng, những cái mà sở thích hiện tại mà mình áp đặt cho con của mình theo cái nghề của mình biết đâu, nhiều khi sau này lớn lên Cát lại chuyển thích một cái môn khác hoặc làm cái điều khác thì mình cũng không thể nào ép được. Cho nên là cứ để tự nhiên, thấy thích cái gì nhất phù hợp thì mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ giúp cho nâng cao cái mà sở thích của các nhiều hơn. Ví dụ thích nhảy thì sẽ cho vô cái trường nhảy chuyên nghiệp học, thích đàn thì sẽ cho đi học đàn, miễn sao là thích và đam mê cái đó được. Còn diễn xuất thì để sau này mình có thể mình dạy được, tại vì gánh đã có kinh nghiệm mà có thể chỉ cho các diễn được.
đối với một người làm nghệ thuật trong 20 mấy năm nay thì Nguyễn Khánh đang rất là yêu cái nghề của mình. Khi mà biết được mà con mình mà sau này muốn theo cái nghề của mình thì mình rất là vui và thậm chí cảm thấy rất là hãnh diện, và thậm chí là mình còn tạo điều kiện rất là nhiều để cho con của mình có thể nối cái nghiệp của mình, và mình sẽ có những cái hướng dẫn, cái định hướng và những cái kinh nghiệm mình truyền lại, vì mình đã đi qua một khoảng thời gian dài rồi thì mình sẽ rút ngắn những cái gì mà không cần thiết cho con của mình. Mình giống như Huy Khánh cũng có nói, nếu như sau này con có muốn làm diễn viên thì bây giờ ngoài nhảy ra con mẹ học thêm đàn nè, con mẹ học thêm hát nè, bởi vì diễn viên hiện đại bây giờ họ phải giỏi nhiều thứ lắm chứ không phải là giỏi diễn đâu, mà mình chỉ biết diễn thôi. Sau này một cái vai là một cô gái đánh piano giỏi mà con không biết chơi piano thì con cũng đâu diễn cái vai này được đâu, thì cái vai đó sẽ mời vào những cái bạn nào biết đánh piano giỏi thì lúc đó đạo diễn sẽ chỉ cho cái bạn đó diễn gần giỏi hoặc là diễn được nhất có thể thôi. Còn nếu mà con có đầy đủ những cái đó thì sau này cái cơ hội của con sẽ có nhiều hơn. Được biết là anh với bé cũng rất là thân thiết với nhau mà giống như là bạn bè vậy á, thì biết quyết nào mà để anh và bé vẫn luôn là giữ được cái tình cảm đó và thoải mái chia sẻ giống như là đùa giỡn với nhau giữa cha và con gái? Thật ra thì bây giờ các đang học cấp 5 thì cái độ tuổi bắt đầu trưởng thành cũng cao, cái độ gần gũi nó cũng không còn nữa, nó không còn như là lúc lớp 1, lớp 2 lúc nào cha con cũng quấn quýt với nhau, muốn làm cái gì cũng được. Bây giờ là bắt đầu khó rồi, muốn làm cái gì là phải xin phép, hỏi ý kiến, các đồng ý thì mới làm. Còn nhiều khi nói sẽ làm nhưng mà không phải bây giờ, con đang bận xong bài, con đang không có vui khi con quay cái này, rồi chờ đi khi nào con rảnh hay con vui thì làm. Tức là bây giờ là đã có cái chính kiến riêng của mình và cái khoảng thời gian riêng của mình rồi, nên bất cứ cái gì cũng phải chờ đợi, xin phép. Cũng không còn gần gũi cha con như hồi xưa, tại vì bé gái với người cha thì có một cái khoảng cách nữa, và giờ đi học nữa, có bạn có bè rồi, có thêm cái sở thích riêng của mình nữa, cho nên là cái thời gian mà cha con dành cho nhau nó cũng ít đi. Có đôi lúc mình cũng buồn nhưng mà mình thấy đó là sự phát triển bình thường của một đứa trẻ, cho nên là mình cố gắng mình làm sao để mình vẫn giữ được cái tình cảm, cái độ vui vẻ của hai cha con, nhưng mà trong cái mức có thể thôi. Nhiều khi mình ép quá, đứa nhỏ cũng làm nhưng mà không thích thì nó cũng không vui, nó sẽ thể hiện được trên cái nét mặt rất là rõ. Đối với thật ra đối với cái nhà này có thể 2-3 tháng không ở nhà, nhưng cũng có thể là ở nhà liên tiếp 1 tháng, là tùy theo cái dự án công việc phim của mình. Giống như phim Lật Mặt 6 thì Huy Khánh gần như là đi suốt ở Đồng Tháp 1 tháng trời. Còn những cái phim truyền hình như Mặt Trời Mùa Đông quay 6 tháng nhưng mà có những thời gian quay ở thành phố thì mình về nhà được. Những khoảng thời gian mình quay ở Vũng Tàu, Long Hải thì mình phải ở khách sạn của cái đoàn phim. Thì mình chịu khó là mình sắp xếp cái thời gian của mình nó sao cho nó phù hợp. Giống như là nếu ở nhà thì nhiều khi phim quay ở thành phố mà mình đi làm thì 6 giờ sáng về nhà tới 1-2 giờ khuya rồi nhà cũng ngủ hết, thì cũng chẳng còn ai thấy mình ra vô trong nhà đó đâu, nhưng mà mình vẫn có hiện diện trong nhà nó vẫn ok hơn. Còn khi nào mà mình không quay, mình được nghỉ thì mình sẽ dành chọn cái thời gian đó cho gia đình của mình. Mình sẽ biết được là thời gian này là đã không có ở nhà nhiều rồi, cho nên mình sẽ cố gắng ở nhà để cùng gia đình, vợ con ăn uống vui chơi sinh hoạt với nhau. Thật ra đối với một số nghệ sĩ thì họ đã bắt đầu kinh doanh khi họ đang nổi tiếng, tại vì họ sẽ sử dụng cái sự nổi tiếng của họ để họ kinh doanh. Thì khi mà mình nổi tiếng, mình kinh doanh chắc chắn nó sẽ dễ và thuận lợi hơn, thì khán giả yêu quý mình thì mình cũng có một cái lượng fan, người hâm mộ của mình sẽ ủng hộ cho cái việc kinh doanh của mình. Cũng có những người khi mà họ quyết định họ ngưng, họ không diễn nữa, họ tập trung cho kinh doanh vì có thể họ kinh doanh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và không mất nhiều thời gian bằng đi đóng phim. Tại vì thực ra đi đóng phim mất rất nhiều thời gian, mà cũng có những người như Huy Khánh là hiện tại là không có kinh doanh gì hết trong lúc mình đang làm nghề và đang vẫn còn làm nghề tốt, mà mình cũng chưa có biết là sau này mình không làm nghề nữa mình kinh doanh cái gì. Để thật ra mình đã dành khoảng thời gian 20 năm hơn cho một công việc thì mình khó mà có được một cái công việc khác, bởi vì mình chưa có chuẩn bị và mình cũng chưa có biết mình phải làm gì tốt hơn cái nghề này.
cho nên là tạm thời đối với Y Khánh là chỉ biết tập trung cho cái nghề diễn của mình được tốt để mình có được những cái sản phẩm hay, những cái sản phẩm chất lượng. À, để nhắn nhủ với bản thân của mình đó, thì nó quá là bình thường mà. Khi mà mình có được cái vị trí ngày hôm nay, công việc, gia đình thì mình đã phải trải qua rất là nhiều thăng trầm, biến cố, và mình tự đúc kết ra được cái bài học, cái kinh nghiệm của mình để mình trưởng thành hơn, mình tử tế hơn, mình thành công hơn. Thì càng ngày là mình sẽ có những cái nhìn chín chắn hơn đối với một người đàn ông trưởng thành. Mà Huy Khánh nhắn nhủ thì Huy Khánh chỉ muốn nói với những cái bạn trẻ, những người đàn em của mình, những người mà coi mình giống như là sư phụ ví dụ vậy, thì tức là tuổi trẻ thì ai cũng có một bộ, ai cũng có cái tôi của mình, nhưng mà mình biết hạn chế tối thiểu những cái đó thì mình sẽ được khán giả nè, được nhà sản xuất nè, được bạn bè, người thân, những người đồng nghiệp của mình thương hơn và hỗ trợ mình nhiều hơn trong cái công việc. Nói chung nếu như một người trẻ mà muốn phát triển thì ngoài có tài ra thì mình cũng phải có đức nữa thì mình mới có thể làm bất cứ việc gì nó bền được.